Mỹ phải trả giá đắt khi cuội nhạo vũ khí của Nga. Ukraine cảnh báo Nga ồ ạt không kích bằng tên lửa hành trình vào các vùng lãnh thổ Kiev. Hàng loạt các vụ nổ lớn được ghi nhận tại Kiev và 5 tỉnh của Ukraine. Tình báo Ukraine chỉ ra dấu hiệu Nga có thể chuẩn bị chiến dịch tập kích lớn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngay từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina, Mỹ đã không ít lần chế nhạo các vũ khí chiến đấu của quân đội Moscow. Mới đây, khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố phát triển một loại vũ khí trên các nguyên tắc vật lý mới, Mỹ một lần nữa đánh giá thấp về đối thủ của mình. Tuy nhiên, Cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson cho biết, giờ đây Mỹ đã nhận thấy cái giá của việc cười nhạo vũ khí mới Nga tuyên bố phát triển. Theo ông Johnson, Nga hiểu rất rõ điều đó và đang làm việc theo hướng này. Chuyên gia Johnson nói, ông Putin đã đưa ra một số tuyên bố, trong đó ông ấy ám chỉ rằng Nga đang phát triển các loại vũ khí khác. Tại sao điều này lại quan trọng? Năm năm trước, họ nói rằng họ có tên lửa siêu thanh, nhưng khi đó chúng ta cười, Bây giờ, đó không còn là chuyện cười nhạo nữa. Theo chuyên gia Larry Jackson, các chuyên viên Bộ Quốc phòng và Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã bị sốc khi quân đội Nga sử dụng vũ khí siêu thanh ở Ukraine. Họ thậm chí không thể tưởng tượng được rằng Moscow có khả năng làm được điều đó. Ông Larry Johnson nhấn mạnh, Nga đã gửi tín hiệu rõ ràng rằng họ không chỉ có thể phát triển vũ khí siêu thanh, mà họ đã làm được điều đó và sử dụng chúng trong chiến đấu. Theo chuyên gia Mỹ, Nga không chỉ sản xuất và sử dụng những vũ khí phương Tây cho có, mà nước này còn chứng minh được rằng NATO không thể đánh bại Nga bằng cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine. Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã hứa rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không thể sản xuất và cung cấp vũ khí đến Ukraine nhiều hơn Nga, đồng thời chỉ ra rằng đối với mỗi quả đạn pháo hoặc xe tăng mà NATO chế tạo và gửi tới Kiev, Nga sẽ có thể sản xuất ba quả trở lên. Sản lượng của Nga cũng không chỉ giới hạn ở các thiết bị cũ thời chiến tranh lạnh, với các doanh nghiệp quốc phòng đã chứng minh trong hơn một năm rằng nước này có khả năng phát triển một loạt thiết bị mới về cơ bản. Ví dụ từ một thế hệ UAV Kamikaze mới cho đến hệ thống phòng thủ máy bay không người lái tiên tiến và các hệ thống thông minh có trí tuệ nhân tạo AI cho UAV và tên lửa khả năng của Moscow chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây và tăng cường sản xuất nhiều loại vũ khí, bất chấp những sự đoán táo bạo của các quan chức và phương tiện truyền thông cấp cao của Mỹ. Khi đó, phương Tây đã tuyên bố rằng Nga sẽ sớm cạn kiệt chip cho tên lửa và xe tăng của NATO, sẽ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga như một con sao nóng xuyên qua bờ. Họ cho rằng quốc gia này không thể so sánh được với các công nghệ quân sự vượt trội của các nước phương Tây giàu có và công nghệ tiên tiến. Thế nhưng, chiến dịch tấn công bằng tên lửa chính xác của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và sự đình trệ trong cuộc phản công của Kiev đã chứng minh điều ngược lại. Sau khi dùng hơn 95 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí cho Ukraine, các nước phương Tây ngày càng bắt đầu nói về việc họ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev với tốc độ như họ đã làm cho đến nay một số quốc gia châu Âu đã tính toán rằng quân đội của họ sẽ có thể tham gia một cuộc chiến toàn diện chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi gửi vũ khí và kho đạn cho Kiev. Hồi đầu tháng 9, chính quyền Mỹ thừa nhận với truyền thông rằng nước này triển khai bom trùm tới Ukraine vì sắp hết đạn pháo 155mm thông thường. Thừa nhận này đã khiến cho nhiều quan chức Mỹ chỉ trích gay gắt. Ngày 20 tháng 9, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu diễn ra ở new york tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã cảnh báo các lãnh đạo thế giới rằng nhân loại đã mở các cánh cửa địa ngục khi sức nóng khủng khiếp do khủng hoảng khí hậu đang gây ra những hậu quả tàn khốc ông guterres nhấn mạnh cái nóng kinh hoàng đang gây ra những ảnh hưởng khủng khiếp người nông dân đau khổ nhìn mùa màng bị lũ cuốn trôi nhiệt độ ngột ngạt sinh ra bệnh tật hàng nghìn người phải sơ tán khi cháy rừng lịch sử hoành hành Tuy nhiên, hành động vì khí hậu bị thu hẹp do thách thức ngày càng lớn. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu không thay đổi, nhiệt độ thế giới có thể tăng tới 2,8 độ C, hướng đến một thế giới bất ổn và nguy hiểm. Do đó, ông kêu gọi hành động khí hậu nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C. Theo CNN, hội nghị kéo dài một ngày trong bối cảnh thế giới đang phải hứng chịu các trận lũ lụt và hỏa hoạn tàn khốc nhằm tạo động lực toàn cầu hướng tới việc cắt giảm ô nhiễm gây nóng hành tinh trước Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc tại Dubai vào tháng 12. Tại sự kiện, ông Guterres đã hạn chế danh sách diễn giả, chỉ gồm những quốc gia ông tin có kế hoạch hành động về khí hậu rõ ràng và hiệu quả, cũng như những quốc gia đã cử một nhà lãnh đạo cấp cao đến phát biểu. Trong số gần 200 quốc gia có đại biểu dự họp, chỉ có 34 quốc gia và 7 tổ chức phi chính phủ giành được xuất phát biểu tại hội nghị. Ông Guterres tuyên bố Mục đích của hội nghị năm nay là tăng cường tham vọng về hành động vì khí hậu. Ông kêu gọi các nước phát triển đạt mức phát thải dòng bằng không, loại bỏ lượng ô nhiễm gây nóng hành tinh khỏi khí quyển, ít nhất bằng lượng ô nhiễm họ tạo ra vào năm 2040, sớm hơn ít nhất 10 năm so với hầu hết các cam kết hiện tại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu các nước cam kết về các mốc thời gian giảm dần phát thải nhiên liệu hóa thạch, đồng thời tăng đáng kể nguồn tài chính để giúp các nước có thu nhập thấp và trung bình nhanh chóng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch và đầu tư vào các biện pháp thích ứng với khí hậu để đối phó tốt hơn với những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc Trung Quốc, Mỹ cùng một số nước có lượng phát thải khí nhà kính lớn trên thế giới không đưa ra phát biểu tại hội nghị, phần nào cho thấy nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn tiến triển chậm chạp trước thềm COP28 người đứng đầu chiến dịch năng lượng và khí hậu toàn cầu của Quỹ Động vật Hoang dã, ông Manuel Pungavidan cho biết, trong khoảng 2 tháng trước khi diễn ra COP28, cần có sự thay đổi đột phá trong ý chí chính trị để có thể thúc đẩy mạnh mẽ hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến trường Nga-Ukraine đang có những diễn biến hết sức căng thẳng. Ngày 21 tháng 9, theo giờ Việt Nam, tờ Ukrainska Prada đưa tin cảnh báo không kích đã được ban hành ở hầu hết các khu vực của Ukraine vì các vụ phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS. Không quân Ukraine cho biết, tính đến 6 giờ 47 phút, tức khoảng 10 giờ 47 phút theo giờ Việt Nam, ngày 21 tháng 9, tất cả các vùng của Ukraine đều đã được thông báo rõ ràng. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở Kiev và năm khu vực khác trên đất nước. Các mảnh tên lửa bị bắn rơi đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, Cảnh báo của không quân Ukraine có đoạn: Có mối nguy hiểm về tên lửa ở những khu vực đưa ra cảnh báo không kích, có nguy cơ phóng tên lửa hành trình từ máy bay TU-95MS, đừng bỏ qua các cảnh báo về cuộc không kích. Nhóm tên lửa Nga đang bay từ phía đông sang phía tây nam, nhưng lực lượng không quân cảnh báo rằng đường đi có thể thay đổi. Các tên lửa đang di chuyển về hướng Chekasy, cư dân Chekasy được khuyến khích tìm nơi trú ẩn. Người đứng đầu cơ quan quân quản tỉnh Chekasy cho biết, lực lượng phòng không đang khai hỏa Nhóm tên lửa thứ hai đang di chuyển từ phía bắc băng qua tỉnh Chernihiv về phía tỉnh vùng Kiev. Nhóm tên lửa thứ ba cũng đang di chuyển từ phía đông sang phía tây nam. Chúng gây ra mối đe dọa cho khu vực Dnipropetrov và Kyivovhorod. Có một mối đe dọa đối với các khu vực kirovo và Vinnytsia. Tên lửa hành trình được cho là đang hướng tới Vinnytsia. Đến 5 giờ 53 phút, khoảng 9 giờ 53 theo giờ Việt Nam, cảnh báo không kích được ban hành khắp cả nước. Trước đó, không quân Ukraine báo cáo rằng họ đã phát hiện 8 máy bay ném bom Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenza, tỉnh Mumang, Nga và cảnh báo người dân về mối đe dọa tên lửa. Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc chiến, Trung tá Andrei Marokko là chuyên gia quân sự đã nghỉ hưu ở Lugang, nói với Ria Novosti rằng Kiev đang nỗ lực thành lập hai nhóm tấn công ở khu vực Petropavlovka theo hướng Kupiang, nhằm cố gắng bao vây lực lượng Nga trong khu vực. Ông Marocco nói, tại các khu định cư Kucherovka và Podol, vùng Kharkov, người ta ghi nhận sự tập trung lực lượng và phương tiện của Ukraine. Dựa trên số lượng nhân sự, vũ khí và trang thiết bị, rất có thể kế hoạch của Bộ Chỉ huy Ukraine là thành lập các nhóm tấn công. Nếu nhận được lệnh chiến đấu, họ có thể sẽ đưa các đơn vị của chúng tôi vào vòng vây theo hình bán nguyệt ở khu vực Petropavlovka Chuyên gia lưu ý rằng, những nhóm này có thể gây ra mối đe dọa cho các đơn vị của Nga ở hai bên sườn. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Nga trên hướng Kupiang đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 65 quân nhân Ukraine, phá hủy một hệ thống phòng không M-1097 Avenger và pháo tự hành M-109 Paladin của Mỹ. Sau 3 tháng nỗ lực phản công, Ukraine đã giành lại được một số vị trí chiến lược quan trọng đây được xem là một trong những bước tiến mới của quân đội Kiev. Dù vậy, Nga được cho là vẫn đang có lợi thế hơn trên chiến trường. Hiện tại, quân đội Moscow đang thực hiện chiến thuật vừa phòng thủ vừa tấn công để ngăn đà phản công của Kiev. Sắp tới, rất có thể, Nga sẽ mở một chiến dịch tập kích lớn để đáp trả Ukraine. Theo đó, quan chức cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yushov cho biết, lực lượng Nga đang tiến hành trinh sát các cơ sở năng lượng của Ukraine dường như với mục đích sẽ tiến hành các cuộc tập kích vào các mục tiêu này trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh, Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho những diễn biến nói trên và Kiev tin rằng Nga sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công vào mục tiêu cơ sở năng lượng của Ukraine. Ông Zhukov nói, Có thông tin rằng đối phương đang thực hiện các hoạt động trinh sát cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và có khả năng lặp lại các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu đó. Quan chức cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết thêm rằng tốc độ sản xuất tên lửa hiện tại ở Nga dường như khó giúp Moscow khôi phục lại kho vũ khí có từ trước chiến sự. Ông nhấn mạnh, kế hoạch sản xuất của Nga là một chuyện, thực hiện kế hoạch như thế nào lại là chuyện khác. Ông Zhukov đã nhắc lại cuộc tấn công lớn nhất của Nga khi họ phóng 120 tên lửa cùng lúc vào các mục tiêu ở Ukraine. Ông cho rằng Nga hiện không có khả năng lặp lại được cuộc tập kích quy mô lớn như vậy nhưng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Moscow vẫn là mối đe dọa. Vị quan chức tình báo Ukraine cho biết, dĩ nhiên, dù có bao nhiêu tên lửa như vậy thì chúng cũng phải bị bắn hạ và chúng tôi sẽ chiến đấu để đảm bảo điều đó xảy ra. Trước đó, hôm 16 tháng 9, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông, giống như Moscow đã làm năm ngoái. Từ cuối năm ngoái, Nga đã gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu chủ chốt của Ukraine bằng số lượng lớn tên lửa UAV cảm tử. Cuối năm 2022, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết gần một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã ngừng hoạt động vì các vụ tập kích liên tục của Nga. Ukraine và phương Tây cho rằng Nga áp dụng chiến thuật tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương trong mùa đông lạnh giá để làm suy giảm tinh thần của Kiev nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ. Trong khi đó, Nga khi đó giải thích rằng các vụ tấn công của họ nhằm làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc đưa binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị quân sự ra tiền tuyến. Việc các tàu thương mại khôi phục hoạt động tại cảng Odessa của Ukraine cho thấy cán cân sức mạnh ở Biển Đen đã thay đổi. Bằng cách thực hiện một cuộc chiến bất đối xứng dựa vào tàu không người lái và tên lửa sản xuất trong nước, đồng thời nhắm vào các tàu chiến của Nga đang neo đậu tại căn cứ Ukraine đã bảo mòn lợi thế hải quân của Moscow và đưa xung đột trở lại chính lãnh thổ Nga. Tư lệnh hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Oleksiy Nezpapa cho biết, để đảm bảo an ninh của chúng tôi cả hiện tại và trong tương lai, chúng tôi phải bảo vệ bờ biển của mình ngay trên chính bờ biển của đối phương. Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện từng bước một. Bị hạm đội biển đen của Nga áp đảo với tỷ lệ 12:1, hải quân Ukraine không được coi là một lực lượng đáng kể khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022 Ukraine đã đánh chìm một xoáy hạm của chính mình để con tàu không rơi vào tay lực lượng Nga. Nga triển khai các tàu chiến của hạm đội Biển Đen áp sát bờ biển Ukraine tới mức người dân Odessa có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Tàu chiến Nga liên tục nã pháo vào thành phố, phong tỏa hoàn toàn mọi hoạt động ra vào bằng đường biển, khiến cảng Odessa tê liệt. Nhưng đến nay, tàu chiến Nga không còn mạo hiểm tiến vào khu vực phía tây bắc Biển Đen do mối đe dọa từ tên lửa và thủy lôi Ukraine. Hạm đội Biển Đen cũng chịu tổn thất nặng nề sau cuộc tập kích tầm xa của Ukraine không chỉ nhắm mục tiêu vào tàu chiến Nga trên Biển Đen, Ukraine gần đây còn tăng cường tập kích các cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea và Novorossiysk của Nga. Cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình của Ukraine vào xưởng sửa chữa tàu ở Sevastopol tuần trước đã phá hủy tàu ngầm lớp Kilo mang tên Rostov on Don, một trong sáu tàu ngầm của Nga đang hoạt động ở Biển Đen, cũng như tàu đổ bộ Minsk thuộc lớp Ropucha mà Nga từng định sử dụng để đổ quân lên bờ biển Odessa. Thiệt hại của hai vụ tập kích chắc chắn sẽ gây thêm khó khăn cho các hoạt động của hải quân Nga trong những tháng tới theo giới phân tích quân sự. Ngoài hải quân, không quân và lực lượng đặc nhiệm của cơ quan tình báo Ukraine đã tham gia vào rất nhiều đợt tập kích ở Biển Đen. Một số loại xuồng không người lái tầm xa do Ukraine sản xuất cung cấp phương án tấn công mới vào thời điểm Ukraine không thể triển khai tàu chiến thông thường. Ông Nes Papa nói, rõ ràng xuồng không người lái đã khiến đối thủ cảm thấy căng thẳng và không an toàn ngay tại chính cảng của họ, chưa nói tới trên biển. Căng thẳng ở Biển Đen bước vào giai đoạn mới hồi cuối tháng 7 sau khi Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, theo đó cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thị trường thế giới. Để tạo ra một con bài mặc cả, hồi tháng 8, Ukraine đã sử dụng tàu không người lái để tấn công tàu chở dầu tiếp tế cho lực lượng Nga ở Syria tại phía nam eo biển Kesh, đồng thời tuyên bố tất cả các cảng lớn của Nga ở biển đen là khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột. Trong số này bao gồm Novorossiysk, cảng thương mại lớn nhất và là cửa ngõ quan trọng để Nga xuất khẩu dầu mỏ. Ông Papa nói lực lượng Ukraine không có ý định can thiệp hoạt động vận tải dân sự ở Biển Đen. Tuy nhiên, ông thêm rằng thỏa thuận San Reno năm 1994 về cuộc chiến hải quân cho phép lực lượng của ông nhắm mục tiêu tàu thương mại hỗ trợ quân đội Nga hoặc được hộ tống bằng tàu chiến, máy bay. Ông nói tất cả đều là mục tiêu hợp pháp. Khi thỏa thuận ngũ cốc kết thúc, tháng trước, quân đội Ukraine đơn phương công bố hành lang mới cho tàu hàng dân sự đến và đi từ Odessa men theo lãnh hải Romani và Bulgaria để tới eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Sáu tàu đã rời cảng Odessa qua hành lang này, trong đó có tàu treo cờ Palau tới lấy ngũ cốc vào vài ngày trước. Giới chức Ukraine cho rằng hoạt động xuất khẩu được nối lại ở Odessa là nhờ năng lực tấn công cảng Nga của họ. Phó Giám đốc điều hành cơ quan quản lý cảng biển Ukraine, ông Dmitry Barinov nói, người Nga phải nhận ra rằng Biển Đen giờ không còn là thế trận một chiều mà là hai chiều. Nếu bạn không động vào chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không động tới bạn. Ngoài tấn công bằng xuồng không người lái, lực lượng đặc nhiệm Ukraine còn sử dụng xuồng cao tốc cỡ nhỏ để tiến hành hàng loạt cuộc tập kích trong những tuần gần đây. Họ loại bỏ các thiết bị giám sát điện tử quan trọng mà Nga triển khai trên các giàn khoan khí đốt ở phía Tây, bán đảo Crimea. Một nhóm khác cũng tiến hành cuộc đổ bộ chớp nhoáng vào bờ Tây Crimea trong nỗ lực phá hủy các hệ thống phòng không của Nga. Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Nga tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, ông Michael Petersen nhận định, rõ ràng người Nga không còn thế chủ động ở Biển Đen vì chiến thuật tấn công đa dạng của hải quân và đặc nhiệm Ukraine. Đó là thay đổi rất quan trọng. Người Ukraine dần lấy lại thế chủ động và loạt chiến thắng nhỏ đã bắt đầu góp phần vào thành công mang tính chiến lược. Nga đang ở vị trí dễ bị tấn công nhất ở Biển Đen. Mặc dù là một cường quốc hải quân, nhưng Moscow không thể bù đắp tổn thất ở đây bằng tàu từ các hạm đội khác vì Thổ Nhĩ Kỳ, nước kiểm soát eo biển nối giữa Biển Đen và Địa Trung Hải đã cấm các tàu chiến đi qua khu vực này từ tháng 2 năm ngoái theo quy định của Công ước Montreux năm 1936. Hiện Nga vẫn duy trì ưu thế trên không ở Biển Đen. Tuy nhiên, ông Neyspapa cho rằng điều đó sẽ chấm dứt sau khi Ukraine nhận được máy bay chiến đấu F-16 trong những tháng tới. Không giống như các máy bay chiến đấu phản lực lỗi thời của Ukraine, F-16 sở hữu radar hiện đại để có thể xác định máy bay chiến đấu của Nga và có thể mang tên lửa có thể tiêu diệt chúng trong một cuộc đấu trên không. Ông nói, tôi có thể đảm bảo chỉ cần F-16 xuất hiện trên khu vực Odessa, không máy bay Nga nào có thể hoạt động ở phía tây bắc Biển Đen. Hồi tháng 4 năm ngoái, lực lượng Ukraine đã tấn công sói hạm Moskva của hạm đội Biển Đen bằng tên lửa Neptune mà Kiev tự sản xuất, biến nó thành một trong những tàu chiến lớn nhất bị đánh chìm kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Nes Papa cho biết, ban đầu Ukraine định nhắm mục tiêu vào tàu khu trục đô đốc Essen của Nga, song hệ thống tác chiến điện tử của tàu đã ngăn chặn vụ tấn công. Tàu đô đốc Essen chỉ bị hư hại nhỏ và một số thủy thủ bị thương. Ông Nes Papa nói, dù vậy, Nga vẫn không thực sự tin chúng tôi có tên lửa Neptune. Tư lệnh Hải quân Ukraine cũng nói thêm rằng sau đó đã nằm trong tầm ngắm của loại tên lửa nội địa này. Theo quan chức Ukraine, ngoài Odessa, Ukraine cũng phát triển các tuyến thương mại với các cảng dọc sông Danube, biên giới tự nhiên giữa Ukraine và Romania. Trong những tháng gần đây, ba cảng gồm Ismail, Reni và Kilia liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái của Nga. Tuy nhiên, cảng sông Danube tiếp tục vận hành. Hồi tháng 8, các cảng Danube xử lý 3,2 triệu tấn ngũ cốc. Trong khi đó, các cảng ở Odessa xuất khẩu khoảng 4,2 triệu tấn mỗi tháng khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen còn hiệu lực. Vận tải đường sông chỉ phù hợp với những tàu dưới 10.000 tấn, nhỏ hơn rất nhiều so với các tàu cập cảng Odessa, điều đó khiến lượng hàng vận chuyển ít hơn nhưng chi phí cao hơn. Boris Yureskun, là một chủ trang trại ở Ukraine nói: "Chúng tôi đang gặp khó khăn nhưng vẫn tiếp tục xuất khẩu. Về mặt kỹ thuật, việc bảo vệ đồng bằng sông Danube không khó đến thế." vùng biển đã được bảo vệ rồi, bây giờ tất cả những gì cần làm là bảo vệ bầu trời. Nếu chúng tôi có lực lượng phòng không thích hợp ở đây, chúng tôi có thể làm được điều đó. Để tránh nguy cơ bị tấn công, các tàu sử dụng cảng Danube của Ukraine thường di chuyển ở vùng nước nông sát bờ biển Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả đều là thành viên NATO khi ra vào Biển Đen. Việc di chuyển như vậy cũng có nghĩa là chỉ những tàu nhỏ có trọng tải dưới 10.000 tấn mới có thể chạy trên tuyến đường thủy này, khiến việc xuất khẩu qua sông Danube trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Đó là lý do việc mở lại các cảng ở Odessa là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Chính quyền Kiev nói rằng, mặc dù không thể đảm bảo 100% số tàu được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công, nhưng họ đang đàm phán thêm với nhiều chủ tàu để đưa thêm tàu vào cảng sau khi đã có một số tàu đến đây vào những ngày qua. Ngày 20 tháng 9, trong bài phát biểu trước người ủng hộ ở thành phố Chibiu, bang Iowa, cựu tổng thống mỹ donald trump đã tuyên bố nếu tái đắc cử ông sẽ rút hàng nghìn binh sĩ đồn trú ở nước ngoài tới khu vực biên giới với mexico để ngăn người di cư ông trump nói sau khi nhậm chức tôi sẽ lập tức chấm dứt chính sách biên giới mở cửa của chính quyền biden tôi sẽ nói rõ rằng chúng ta phải sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để ngăn chặn người di cư xâm nhập trong đó có việc điều chuyển hàng nghìn binh sĩ đóng quân ở nước ngoài Ông cũng cam kết sẽ mở rộng lệnh nhập cảnh với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo hồi mà chính quyền ông từng áp dụng trong nhiệm kỳ 2017-2021. Hiện chưa rõ ông có gặp rào cản pháp lý nào khi thực hiện biện pháp như vậy nếu tái đắc cử hay không. Trong khi đó, chính quyền tổng thống Joe Biden đã bảo vệ các chính sách biên giới của mình, nói rằng đang sử dụng các công cụ sẵn có đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua các đạo luật mới để khắc phục lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nhập cư. Thời gian gần đây, các ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đã tăng cường nói về vấn đề nhập cư, cam kết hành động cứng rắn để giải quyết tình trạng người di si cư vượt biên từ phía Mexico. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với cử tri Cộng hòa ở vòng bầu cử sơ bộ. Theo cuộc thăm dò tháng này của Reuters, Khoảng 1 phần 6 cử tri Cộng Hòa coi nhập cư là vấn đề cấp bách nhất mà đất nước phải đối mặt và là vấn đề quan trọng thứ ba sau kinh tế và tội phạm. Hồi giữa tháng 9, thống đốc Florida John DeSantis là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ điều quân đội đến biên giới và cho phép sử dụng vũ khí sát thương đối phó băng đảng ma túy. DeSantis là đối thủ hàng đầu của Trump trong Đảng Cộng Hòa nhưng vẫn kém ông khoảng 40 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò dư luận. Ngày 18 tháng 9, một quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, dòng người di si cư ở biên giới phía Nam đang gia tăng. Cuộc sống ngày càng khó khăn ở châu Mỹ Latin do đại dịch Covid-19 càng khiến nhiều người muốn di si cư đến Mỹ. Một báo cáo gần đây ghi nhận kỷ lục 91.000 người di si cư vượt biên theo nhóm gia đình trong tháng 8, nâng tổng số người di si cư trong năm nay lên nửa triệu, mức cao nhất từ trước đến nay. Chubby là một trong hai điểm dừng chân của ông Trump trong cuộc vận động ở Iowa ngày 20 tháng 9. Chiến dịch tranh cử của ông lên kế hoạch thực hiện loạt chuyến thăm tới bang này những tuần tới trong bối cảnh một số đối thủ của ông đã dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho Iowa. Mexico đã đình chỉ hoạt động vận chuyển hàng hóa trên một số chuyến tàu đi về hướng bắc nhằm đảm bảo an toàn cho người di cư cũng như hành khách. Theo đó, ngày 19 tháng 9, công ty đường sắt lớn nhất Mexico là Ferromex đã dừng 60 chuyến tàu chở hàng trên các tuyến đường đi về phía bắc tại các khu vực chủ yếu được người di cư Trung Mỹ và Venezuela sử dụng để đến biên giới. Ferromex cho biết, Ferromex sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động trên các tuyến đường bị ảnh hưởng để bảo vệ an toàn tính mạng của người di cư. Công ty này cũng thông báo cho khách hàng về tác động của dòng người di cư đối với dịch vụ ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất, vật tư và thương mại, sức chứa của các đoàn tàu chở hàng bị đình chỉ tương đương với 1.800 xe tải chở hàng. Theo Performance, trong những ngày gần đây đã có nhiều vụ việc người di cư bị thương hoặc thiệt mạng sau khi nhảy lên tàu. Người di cư chủ yếu leo lên các chuyến tàu chở ngũ cốc và khoáng sản. Nhóm người di cư leo lên tàu có cả gia đình và trẻ em. Chính quyền Mexico đã báo cáo nhiều sự cố trên nóc các chuyến tàu chở hàng, bao gồm cả thương tật do tai ngã, sinh con khẩn cấp và hàng chục trẻ vị thành niên bị mất tích hoặc bị thất lạc gia đình. Ngày 20 tháng 9, Viện Di cư Quốc gia cho biết họ đã đề xuất lắp đặt các trạm kiểm soát ở một số bang miền Trung và miền Bắc. Bên cạnh đó, sẽ triển khai thêm đại lý sau các tuyến đường sắt, đồng thời kêu gọi công ty tăng cường an ninh tư nhân trên các chuyến tàu. Quan chức chính phủ Mexico cho biết, một số công nhân đường sắt đã dừng các chuyến tàu trước các điểm được chỉ định trong bãi tàu tạo điều kiện cho người di cư trốn tránh chính quyền tuy nhiên một người ở formec phủ nhận không hề có sự thông đồng nào giữa công nhân đường sắt và người di cư trong việc dừng tàu người này cho biết thêm đôi khi tàu không thể dừng đúng ở nơi chỉ định trong một số trường hợp khác người di cư đã dừng tàu bằng cách điều khiển tín hiệu vấn đề trở nên phức tạp do sự tham gia của các nhóm tội phạm có tổ chức và hoạt động buôn người di cư. Hàng nghìn người di cư đã nhảy lên các chuyến tàu chở hàng để đến các cộng đồng biên giới, bao gồm cả Piorat Migraz đối diện với Eagle Pass, texas Gần đây, Mexico chứng kiến làn sóng người di cư đến từ Nam và Trung Mỹ cố gắng đến Mỹ. Nhiều người trong số họ băng qua Braden Gap, giải rừng rậm giữa Colombia và Panama. Ngoại trưởng Mexico. Alicia Perena cho biết khoảng 3.000 người đang băng qua Darien Gap hàng ngày tới khu vực Trung Mỹ. Con số này tăng gấp đôi, trở thành gần 6.000 người đến biên giới phía nam của Mexico. Tiếp tục tiến tới phía Bắc, con số này khoảng 8.000 người. Theo ước tính của chính phủ Panama, trong hai tháng vừa qua, gần 128.000 người di cư đến Mỹ đã vượt rừng. Tính đến tháng 8-2023, năm có tới 324.000 người di cư đến Mỹ qua Panama vượt kỷ lục so với 248.000 người trong cả năm 2022. Ở biên giới Mỹ, số lượng người vượt biên bất hợp pháp từ Mexico đã tăng lên sau khi giảm vào tháng 5 và tháng 6. Dòng người đổ xô đi về phía Bắc đã khiến cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ phải tạm thời đóng cửa xe tải Paris of Americas qua El Paso để các nhân viên hiện trường có thể được cử đến giúp xử lý người di cư. Các tài xế xe tải đã được chuyển hướng đến các cửa khẩu biên giới gần đó. Bất chấp việc đang phải đối mặt với sự thiếu thốn về vũ khí quân sự, Ukraine vẫn quyết định từ chối nhận lô 10 xe tăng Leopard 1A5 từ Đức. Phía Ukraine cho rằng đó là những chiếc xe quá hỏng hóc, cần được sửa chữa, nhưng Ukraine không có kỹ thuật viên và linh kiện cho việc này. Theo đó, tờ Spiegel đưa tin rằng Ukraine đã thông báo cho nhân viên đặc biệt của Bộ Quốc phòng Đức về việc xe tăng Leopard 1 của Đức được chuyển đến Ba Lan sẽ cần sửa chữa, trong đó có một số xe tăng cần được đại tu tỉ mỉ. Ngay lập tức, Đức đã cử nhóm chuyên gia sang Ba Lan để kiểm tra những xe tăng này và họ phải thừa nhận rằng những chiếc xe tăng này đã xuống cấp sau đợt huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở Đức và cần được bảo dưỡng. Đầu tháng 7, Đức cung cấp 10 xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine và một trong số chúng cũng đã gặp phải vấn đề tương tự. Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ không thể bình luận về một số sự cố cụ thể và nói thêm rằng xe tăng Leopard đang được sửa chữa sau đợt huấn luyện căng thẳng ở Đức. Tờ Spiegel cũng đưa ra thông tin về tình trạng của xe tăng Leopard 1A5 trong đó có 100 xe tăng mà Đức đã cam kết cung cấp cho Ukraine, đặt ra các vấn đề về lập kế hoạch trong lĩnh vực hậu cần viện trợ quân sự của Đức. Những chiếc xe tăng viện trợ cho Ukraine bị mắc kẹt ở Ba Lan là đợt thứ hai trong kế hoạch cung cấp xe tăng Leopard 1A5 quy mô lớn. Chúng đã bị quân đội Đức loại khỏi biên chế hơn 10 năm trước. Nhưng vì rất nhiều xe tăng trong số này vẫn còn được giữ lại trong kho, nên các nhà thiết kế vũ khí được lệnh phải sửa chữa chúng càng sớm càng tốt. Sau đó vào tháng 8, chính phủ Đức tuyên bố sẽ chuyển thêm một lô 10 xe tăng, Tuy nhiên, thông tin mới đây từ Đan Mạch cho biết chỉ có 10 xe tăng Leopard đã đến Ukraine, trong khi 10 chiếc khác vẫn đang trên đường tới Kiev. Trong đầu năm nay, Đức đã hợp tác với Đan Mạch và Hà Lan để cung cấp khoảng 100 xe tăng Leopard 1 cũ cho Ukraine. Bên cạnh đó, Đan Mạch và Hà Lan đã đồng ý mua và tặng 14 xe tăng Leopard 2 từ nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức cho Ukraine. Hai quốc gia này cũng đã đồng thuận về việc giao những chiếc xe tăng này cho Ukraine vào đầu năm 2024. Vào tháng 8, Đức cũng ủy quyền cho Rheinmetall mua và tân trang khoảng 30 xe tăng Leopard 1 cho Ukraina. Ngày 19 tháng 9, Đan Mạch thông báo rằng họ sẽ gửi thêm 45 xe tăng cho Ukraina, trong đó có 15 xe tăng T72EA và 30 xe tăng Leopard 1. Ngoài ra, theo giới truyền thông, Đức đã xin sự trợ giúp từ Hy Lạp với đề nghị cung cấp cho Ukraina 100 chiếc Leopard 1A5 của Athens, hiện đang được đưa vào sử dụng để đổi lấy xe bọc thép nâng cấp. Mặc dù những nỗ lực này từ các nước phương Tây để cung cấp vũ khí cho Ukraina Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía phương Tây cũng sẽ kéo dài cuộc xung đột và gây ra thêm sự đổ máu không cần thiết. Moscow đã cảnh báo rằng xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine. Theo thông tin từ tờ Ukrainska Pravda thông báo, hàng loạt vụ nổ đã xuất hiện khi Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn với sự tham gia của các hệ thống phòng không Ukraine tại các thành phố Kiev, Kharkov và Ryevny, cũng như ở các tỉnh Chekatsky Khmelnytsky và Lviv. Tất cả thông tin chính xác đã được công bố tại các khu vực của Ukraine vào lúc 6 giờ 47 phút, tức 10 giờ 47 phút tại Việt Nam. Chính quyền địa phương cho biết về lực lượng Nga đang tấn công Kharkov. Những tiếng nổ cũng đã xuất hiện tại thành phố Kiev và quanh khu vực. Bên cạnh đó, chính quyền cũng báo cáo rằng lực lượng phòng không đang hoạt động trong khu vực. Hệ thống phòng không đã được triển khai và hoạt động ở khu vực Chekatsky và Khmelnytsky. Nhằm duy trì tình hình an toàn, người dân được khuyến khích duy trì im lặng về thông tin và chính quyền đã đặc biệt nhấn mạnh. Chúng tôi kêu gọi mọi người không quay phim hoặc đăng hình ảnh của những người bảo vệ chúng tôi lên mạng xã hội. Vào lúc 5 giờ 01, tức 9 giờ 01 Việt Nam, không quân Ukraine thông báo rằng một nhóm tên lửa hành trình đã thay đổi hướng đi, một phần hướng về phía Kiev và phần còn lại đi về phía Tây. Sau đó, cư dân của các tỉnh ivano frankivsk Tenopin và Lviv, Ryevny và Khmelnytsky đã nhận được cảnh báo về mối đe dọa trong khu vực của họ cư dân ở Ryevni được lệnh ở trong hầm trú ẩn và người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự đã báo cáo về các cuộc tấn công tên lửa của Nga tại Ryevni. Các báo cáo về vụ nổ xảy ra tại quận Rohobich, nhưng thông tin chi tiết về thương vong và sự tàn phá vẫn đang được xác minh. Sau khi các vụ nổ xảy ra, công ty năng lượng quốc gia Ukraine, Ukrainego, thông báo trên kênh Telegram của mình rằng một số cơ sở năng lượng đã bị hư hại ở khu vực phía Tây và miền Trung Ukraine, 5 khu vực bị mất điện một phần các vụ tấn công đã làm hư hại mạng lưới các công ty cung cấp năng lượng, các công ty năng lượng khu vực ở khu vực Dnipropetrovsk, Kiev và Kharkov. Công việc khôi phục khẩn cấp bắt đầu sau khi cảnh báo hết hiệu lực và nguồn điện đang được khôi phục cho người tiêu dùng. Theo công ty, do xung đột và các lý do khác, 398 khu định cư vẫn không có điện. Cuộc chiến của Ukraine để tái chiếm lãnh thổ vẫn đang diễn ra rất quyết liệt. Kết quả của cuộc phản công của Ukraine trong hai tháng sắp tới có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển toàn cầu trong thập kỷ tiếp theo. Theo thông tin từ CNN, tiến độ phản công của Ukraine dọc theo mặt trận phía Nam đã tăng lên vào đầu tháng này, nhưng hiện tại dường như đã chậm lại. Với vị trí hiện tại, quân đội Ukraine còn cách tốc mắc khá xa, chỉ chưa nói đến việc tiến tới Melitopol và đạt được mục tiêu cắt đứt bán đảo Crimea do Nga kiểm soát khỏi hành lang đất liền Nga. Trước khi quân đội Ukraine bắt đầu phản công vào tháng 6, các quan chức hy vọng họ có thể lặp lại những thành công của năm ngoái và nhanh chóng chiếm lại những vùng lãnh thổ rộng lớn do Nga nắm giữ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine ban đầu hầu như không đạt được tiến triển nào. Trong những tuần gần đây, mặc dù đã giành được nhiều lợi thế hơn, nhưng Ukraine vẫn chỉ chiếm được một vài ngôi làng nhỏ. Theo New York Times, một kết quả như vậy là dễ hiểu. Cuộc giao tranh đang có xu hướng ngày càng trở nên khốc liệt. Những kiểu chiến dịch giúp Ukraine chiếm lại hàng nghìn km vuông ở phía đông bắc vào năm ngoái là rất hiếm cũng theo báo mỹ những tiến bộ nhỏ hiện nay có thể dẫn tới một bước đột phá lớn nhưng điều đó có thể không bao giờ đến đó là vì cuộc chiến khó có thể dự báo trước điều gì nhà phân tích tại viện nghiên cứu chiến tranh george baros bình luận cuộc chiến không phải lúc nào cũng là chiến thắng ngoạn mục nói cách khác ukraina và các đồng minh trong đó có mỹ có thể đã đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc phản công ukraina đang chiến đấu với một trong những quân đội mạnh nhất thế giới nếu ukraina có thể thành công trong việc buộc nga phải rút lui thì việc này sẽ mất nhiều năm hơn là vài tháng Cuối tháng 11, thời tiết sẽ trở lạnh và mùa đông sẽ đến sớm. Mặt trận có nguy cơ trở nên ẩm ướt và lầy lội hơn mức mà xe bọc thép tấn công của Ukraine có thể vượt qua. Nhưng những bước tiến lớn cuối cùng của Kiev đã đạt được vào giữa tháng 11 năm ngoái sau cuộc rút lui của Nga ở Kherson, vì vậy công bằng mà nói họ còn lại 8 tuần nữa. Hiện Ukraine muốn mở rộng các tuyến đường mà nước này vừa thiết lập được qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ví dụ lực lượng ukraina có thể chiến đấu để giành lại nhiều hơn các khu vực xung quanh các thị trấn như robotine để thiết lập một hành lang lãnh thổ rộng hơn sau đó họ có thể sử dụng không gian rộng hơn đó để di chuyển thêm nhiều lực lượng hơn và thực hiện kế hoạch ban đầu triển khai bộ binh và xe bọc thép để tiến hành một cuộc phản công mạnh và nhanh theo ông paros những tiến bộ khiêm tốn gần đây của ukraina có thể báo hiệu những gì có thể xảy ra tiếp theo lãnh đạo ukraina vẫn hy vọng đạt được đột phá giúp chia cắt quân đội nga ở phía đông và phía nam nhưng đến tháng 11, mùa bùn lầy sẽ ập đến, việc di chuyển sẽ khó khăn hơn. Mặc dù phương Tây thể hiện quyết tâm không ngừng ủng hộ ép, nhưng hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ dường như được Washington công bố hàng tuần có thể gặp rủi ro khi chiến dịch bầu cử năm 2024 sắp đến gần. Sự hỗ trợ của châu Âu cũng không được xác lập cụ thể. Trước những áp lực kinh tế, sự đoàn kết toàn diện của khối trong cuộc xung đột là một ngoại lệ và cũng có thể trùn bước nếu sự hỗ trợ của Mỹ suy yếu một mùa đông nữa với giá nhiên liệu tăng cao và các cuộc bầu cử sắp diễn ra cũng có thể làm lung lay sự đoàn kết này. Thêm một điều cần lưu ý, đó là lực lượng Nga đang tăng cường tấn công ở phía Đông Bắc. Khi làm như vậy, Nga kỳ vọng sẽ chiếm lại một số lãnh thổ đã mất năm ngoái và buộc Ukraine phải chuyển quân cũng như nguồn lực về phía Đông Bắc. Nếu lực lượng Ukraine rút bất quân ở mặt trận phía Đông Nam để bảo vệ phía Đông Bắc, thì cuộc phản công của họ có thể thất bại. New York Times đưa ra lời cảnh báo rằng, đối với Ukraine, thời gian đang cạn kiệt, khi mưa đến vào mùa thu này, địa hình sẽ trở nên lầy lội và khó di chuyển hơn. Điều đó có khả năng cản trở những lợi ích lớn trên chiến trường của lực lượng này. Khi tình hình đất nước đang khá căng thẳng, Tổng thống Zelensky dường như đã chuyển hướng nhiều hơn sang ngoại giao. Theo thông tin từ trang tin The Kiev Independent, ngày 20 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại thành phố New York, bang New York, Mỹ, nhằm tập trung vào nỗ lực ngoại giao để lôi kéo sự ủng hộ từ các bên. Trong cuộc họp, ông Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Guterres về việc ủng hộ Ukraine trong việc đảm bảo sự ổn định của thị trường lương thực và xuất khẩu. Hai bên cũng đã thảo luận về tình hình Nga tấn công hạ tầng cảng của Ukraine và khả năng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Ngày 19 tháng 9, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky đã chỉ trích Nga và cảnh báo về các nguy cơ từ chiến sự, đồng thời đề xuất rằng các nước nên đoàn kết để kiềm chế Nga, để thế giới có thể tập trung vào giải quyết các thách thức cấp bách như khủng hoảng khí hậu và thiên tai về phản ứng từ phía Moscow, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Mirosnik đã cáo buộc bài phát biểu của ông Zelensky là tuyên truyền sai trái và lẽ ra đã đưa thế giới đến thảm họa hạt nhân nếu đất nước ông ấy còn giữ vũ khí hạt nhân. Ông Mirosnik cũng mô tả bài phát biểu là một tập hợp của những lời sai trái đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến New York và sự kiện chính trong lịch trình của ông sẽ là bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23 tháng 9. Ngày 20 tháng 9, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ Howard Buffett tuyên bố sự quan tâm của công chúng phương Tây đối với cuộc xung đột ở Ukraine có thể suy giảm trong năm tới. Vì thế, ông sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để làm gương. Ông Buffett là một nhà thiện nguyện nổi tiếng với quỹ từ thiện Buffett. Từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã nhận được hàng trăm triệu đô la Mỹ từ quỹ từ thiện này con trai của tỷ phú warren buffett dự đoán chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm sau sẽ là một trong những lý do khiến sự quan tâm của công chúng mỹ với ukraine giảm sút trong cuộc trả lời phỏng vấn với reuters ở kiev ông howard buffett nói tôi thực sự lo ngại về khả năng mọi người duy trì mức độ quan tâm đến ukraine đặc biệt ở mỹ một trong những hạn chế sẽ là chiến dịch chính trị mà chúng tôi sắp bước vào Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Một số ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu phản đối hoặc hoài nghi về việc cung cấp những gói viện trợ tài chính và quân sự khổng lồ cho Kiev, đồng thời đặt ra câu hỏi về lập trường trong tương lai của Washington. Ông Buffett cho rằng khả năng công chúng phương Tây có thể mệt mỏi ở Ukraine cho thấy các đồng minh của Kiev nên tăng cường hỗ trợ. Chiến dịch phản công của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ ở miền Đông và miền Nam đã kéo dài 3 tháng rưỡi, với sự hỗ trợ lớn về tiền bạc và vũ khí của phương Tây. Nhưng đến nay, Kiev vẫn chưa đạt được bước đột phá nào, trong khi thời tiết bất lợi sẽ đến trong những tuần tới. Ở một số quốc gia Đông Âu, xuất hiện nhiều quan điểm chỉ trích hơn về mức độ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong khi nhiều nông dân bực bội vì việc nhập khẩu thực phẩm của Ukraine làm ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa của họ. Ba Lan, Hungary và Slovakia đã cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Tỷ phú Buffett chia sẻ, Mọi người phải hiểu rằng chúng ta cam kết với Ukraine, chúng ta sẽ không đi đâu cả, chúng ta sẽ không chậm lại, chúng ta sẽ tăng tốc nếu đó là điều chúng ta phải làm. Tỷ phú này đã có nhiều chuyến đi đến Ukraine từ khi xung đột nổ ra. Ông cho biết kỳ vọng số tiền hỗ trợ từ quỹ của ông sẽ đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ vào cuối năm nay. Quỹ của ông giúp đỡ các nông dân, hỗ trợ hoạt động giả phá bom mìn nhân đạo và phân phối máy phát điện khi xảy ra tình trạng mất điện kéo dài, cầu phao để thay thế những cây cầu bị đánh bom sập, các bữa ăn và thực phẩm đóng gói cho binh lính trên chiến trường. Sự hỗ trợ về tài chính và quân sự của phương Tây đóng vai trò rất quan trọng để Kiev có thể trụ được đến ngày nay trong cuộc xung đột với quân đội của quốc gia có năng lực quân sự và kinh tế mạnh hơn nhiều. Vào ngày 21 tháng 9, lực lượng không quân Hàn Quốc thông báo rằng một chiếc máy bay chiến đấu F-16 thuộc phi đội máy bay chiến đấu 20 đã gặp sự cố rơi xuống căn cứ ở Shoshan, cách Seoul khoảng 120 km về phía Tây Nam. Sự cố xảy ra vào lúc 8 giờ 20 sáng khi máy bay đang trong quá trình cất cánh để thực hiện nhiệm vụ. May mắn, phi công đã kịp thời thực hiện cú thoát hiểm khẩn cấp và an toàn. Không quân Hàn Quốc đã xác nhận rằng không có bất kỳ thiệt hại dân sự nào được báo cáo do vụ tai nạn xảy ra bên trong căn cứ. Một đội đặc nhiệm đã được Không quân Hàn Quốc thành lập để điều tra và xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Không quân Mỹ cho biết tai nạn xảy ra trong chuyến huấn luyện bình thường và đang mở cuộc điều tra. Tỉnh trưởng Gyeonggi, Kim Dong-jeon nói rằng lực lượng cứu hỏa địa phương đã triển khai đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Sự cố không gây thương vong hay thiệt hại do xảy ra ở vùng nông thôn, một cảnh sát cho biết không có nhà dân gần nơi xảy ra tai nạn, thiệt hại duy nhất là chiếc máy bay. Mỹ là đồng minh chủ chốt của Hàn Quốc và đang triển khai 28.500 binh sĩ tại nước này để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Sân bay quân sự Ocean là căn cứ gần Triều Tiên nhất của không quân Mỹ, nằm cách giới tuyến chia cắt hai miền Triều Tiên khoảng 65 km. F-16 là tiêm kích đa năng, một động cơ do Mỹ phát triển, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 1 năm 1974. Gần 5.000 chiếc F-16 đã được chế tạo và đưa vào biên chế không quân Mỹ cùng hàng chục đồng minh đối tác. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol đã có một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Mỹ, bày tỏ lo ngại về việc Nga có thể hỗ trợ Triều Tiên trong việc tăng cường chương trình vũ khí, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine ông nêu rõ rằng hành động như vậy sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh không chỉ đối với ukraine mà còn đối với hàn quốc tổng thống jun cũng cho rằng chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên không chỉ đe dọa hàn quốc mà còn tạo ra một thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình trong khu vực ấn độ dương thái bình dương và toàn cầu ông tuyên bố rằng hàn quốc cùng với các đồng minh và đối tác sẽ không ngừng hành động để đảm bảo an ninh và ổn định đây được cho là lời đáp trả của Hàn Quốc về chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó hai bên cam kết sẽ tăng cường hợp tác quân sự. Seoul và Washington đều bày tỏ lo ngại về khả năng Nga mua đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho kho dự trữ, trong khi Bình Nhưỡng cần hỗ trợ công nghệ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhắc lại rằng bất kỳ hành động nào ủng hộ chương trình vũ khí của Triều Tiên đều bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Putin về việc không vi phạm các quy định này. Theo thông tin từ tờ Bulgarian Military, việc Mỹ trì hoãn việc sao xe tăng M1 Abrams cho Ukraine ít nhất vài tuần là do tăng cường huấn luyện, mặc dù nhiều người cho rằng Việc này không gây ra vấn đề lớn, tuy nhiên các chuyên gia quân sự đã chỉ ra những khó khăn mà loại phương tiện này sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Một số chuyên gia quân sự suy đoán rằng việc xe tăng Challenger 2 bị phá hủy là nguyên nhân khiến Mỹ kéo dài thời gian huấn luyện xe tăng M1 Abram cho kiếp lái xe tăng của Ukraine. Bằng cách này, Mỹ hy vọng M1 Abram trên chiến trường Ukraine sẽ không phải chịu chung số phận như Challenger 2. Được biết, bùn lầy và tên lửa Khodet của Nga là những nguyên nhân khiến những chiếc M1 Abrams chưa thể xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Để chống lại những yếu tố trên, Mỹ đang chuẩn bị những thứ tốt nhất cho chiếc xe tăng này. Xe tăng M1 Abrams được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, kể cả địa hình mưa và bùn lầy. Mặc dù mưa lớn và bùn ở Ukraine có thể gây ra một số thách thức, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc di chuyển của chiếc xe tăng này. M1 Abrams được trang bị động cơ mạnh mẽ và hệ thống treo tiên tiến, cho phép chúng di chuyển qua các địa hình khó khăn. Tuy nhiên, hiệu suất của xe tăng vẫn có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Bùn có thể làm giảm lực kéo và gây khó khăn cho khả năng cơ động của xe tăng. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tắc nghẽn và cần nhiều thời gian để khôi phục tình trạng kỹ thuật. Do đó, mặc dù xe tăng vẫn có thể hoạt động trong những điều kiện như vậy, nhưng hiệu suất chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Để giảm thiểu ảnh hưởng của mưa và bù lầy, xe tăng M1 Abram được trang bị thêm những tính năng giúp cải thiện khả năng cơ động. Bản xích rộng giúp xe giảm lực đè lên mặt đất, giúp hạn chế khả năng lún xuống trên nền đất mềm. Ngoài ra, xe tăng có gầm cao nên có thể vượt qua địa hình lầy lội mà không bị kẹt. M1 Abram cũng có hệ thống tự làm sạch dây xích, giúp ngăn chặn bùn tích tụ và duy trì lực kéo. Những thiết kế đặc biệt này giúp cho phép xe tăng vẫn có thể dễ dàng di chuyển ngay cả trong điều kiện thời tiết khó khăn. Tuy nhiên, tốc độ và sự nhanh nhẹn của M-1 Abrams có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc tốc độ giảm sút và hạn chế khả năng cơ động sẽ là vấn đề đối với kiếp lái M-1 Abrams trên chiến trường Ukraine. Khi những chỉ số này bị giảm xuống thấp, xe tăng sẽ trở thành miếng mồi béo bở của hỏa lực đối phương mưa và bùn không chỉ tác động đến hiệu suất chiến đấu và khả năng cơ động của xe tăng mà còn ảnh hưởng đến hệ thống dẫn đường và cảm biến tấn công của nó mưa có khả năng ảnh hưởng đến khả năng quan sát quan học và hoạt động của các cảm biến bùn có thể bắn lên kính của xe tăng làm giảm tầm nhìn và làm khó việc xác định các mục tiêu điều này cũng gây khó khăn cho tổ lái khi phát hiện và đối phó với các nguy cơ từ vũ trang của đối thủ sau đó, mặc dù xe tăng vẫn có thể hoạt động trong những điều kiện như vậy, khả năng tấn công mục tiêu một cách hiệu quả và khả năng duy trì nhận thức về tình huống của tổ lái sẽ bị hạn chế đáng kể. Ngoài ra, việc bảo trì và hậu cần cho xe tăng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong môi trường mưa và bùn lầy. Bùn có thể tích tụ bên ngoài và trên các bộ phận của xe, yêu cầu việc vệ sinh và bảo trì định kỳ hơn. Xe tăng cũng có thể cần thêm nguồn lực và thiết bị cho các hoạt động giải cứu nếu chúng bị mắc kẹt hoặc bất động trong môi trường này, tất cả những vấn đề này có thể tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống hậu cần và giới hạn khả năng sẵn sàng chiến đấu của xe tăng. Vì vậy, quan trọng là các lực lượng quân sự cần phải cân nhắc và lập kế hoạch phù hợp để đảm bảo triển khai và duy trì xe tăng một cách hiệu quả trong những điều kiện môi trường như vậy. Bộ ngoại giao anh gần đây đã áp dụng hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga ở nước này. Các nhân viên Đại sứ quán Nga ở Anh nếu muốn di chuyển ra ngoài khu vực nhất định sẽ buộc phải thông báo trước cho chính phủ Anh về lịch trình đi lại. Trong thông báo đăng tải trên trang web của Quốc hội Anh, Thứ trưởng Ngoại giao Leo Dochti cho biết Để đáp trả việc Nga quyết định áp hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Anh ở Nga, chúng tôi yêu cầu các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Nga ở London và Tổng lãnh sự quán ở Egypt phải thông báo trước kế hoạch di chuyển." Trong thông báo cũng nêu thêm, điều này phù hợp với khái niệm đáp trả tương xứng trong quan hệ ngoại giao được nêu trong Công ước Viên. Cách đây 2 tháng, Bộ Ngoại giao Nga đã triển khai hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Anh ở nước này do những hành động thù địch của London, trong đó có việc cản trở các cơ quan ngoại giao Nga làm nhiệm vụ. Theo đó, nếu nhân viên tại Đại sứ quán Anh ở Moscow và Tổng lãnh sự quán ở Shekaterinburg phải thông báo cho chính quyền Nga 5 ngày trước bất kỳ chuyến đi nào vượt quá 120 km tính từ tòa nhà văn phòng của họ. Trong thông báo, ông Duterte không nêu rõ liệu anh có áp đặt khoảng cách tương tự hay giới hạn thời gian phải báo cáo nhà chức trách sổ tại hay không. Theo Công ước viên, các chính phủ phải cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài quyền tự do đi lại và dịch chuyển trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Công ước cũng không đề cập đến việc các chính phủ áp những quy định khiến việc đi lại đó trở nên khó khăn hơn. Mặc dù áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga, nhưng Anh vẫn chưa hoàn toàn tách ra khỏi nền kinh tế Nga. Trong tuyên bố hôm 17 tháng 9, hãng sản xuất giấy Mondi cho biết đã đạt được thỏa thuận bán nhà máy giấy và bột giấy Ski tipcar trong một đơn vị của Tập đoàn Phát triển Bất động sản Chaya có trụ sở tại Moscow. Nhà máy giấy đã được bán với giá lên đến 80 tỷ rúp, tương đương 825,7 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, nhà máy Sitika sản xuất giấy mịn và bìa cứng không tráng phủ cho thị trường nội địa Nga và sử dụng khoảng 4.500 công nhân, báo cáo doanh thu khoảng 1,16 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2022. Hãng sản xuất giấy Mondi ghi trong thông báo như sau: "Hôm nay, Mondi thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận bán cơ sở cuối cùng còn lại của mình ở Nga. Tổng công ty cổ phần Mondi Sitika cùng với hai đơn vị liên kết cho Cesar Invest LLC với tổng số tiền 80 tỷ rúp." sẽ được thanh toán trong một đợt, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow kể từ khi nước này bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine. Công ty Anh Mondi đã trở thành công ty phương Tây mới nhất rời khỏi thị trường Nga. Năm 2022, Moscow đã đưa ra các quy định để ngăn chặn tình trạng thoái hóa vốn, yêu cầu các công ty phương Tây phải tuân thủ để rời khỏi thị trường Nga. Theo những quy định này, tất cả các công ty muốn rút khỏi Nga phải nhận được sự chấp thuận chính thức từ một ủy ban chính phủ được chỉ định để bán tài sản của họ tại địa phương. Ngoài ra, các cơ quan này cũng có thể điều chỉnh giá của các giao dịch. Moni thông báo rằng, giao dịch đã được cơ quan chống độc quyền của Nga và ủy ban chính phủ phụ trách đầu tư nước ngoài của Nga chấp thuận và dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12 năm nay. Vào khoảng thời gian đầu năm nay, Mondi đã thành công bán 3 nhà máy sản xuất bao bì có trụ sở tại Nga cho tập đoàn Gotech với giá 16,5 triệu đô la Mỹ. Mondi lần đầu tiên thông báo ý định bán nhà máy Stipka vào tháng 8 2022 cho Akmen, một công ty đầu tư thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Viktor Karitonin, với giá khoảng 980 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, mùa hè này, Mondi đã hủy bỏ thỏa thuận với lý do gặp vấn đề trong quá trình xin cấp phép từ chính quyền Nga. Cuộc tập trận Stifat Defender của NATO dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2024 trên lãnh thổ nhiều quốc gia châu Âu với sự tham gia của hơn 40.000 binh sĩ. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, cuộc tập trận này, giống như tất cả các cuộc diễn tập khác của NATO, sẽ liên quan đến việc triển khai quân đội và thiết bị của Mỹ tới châu Âu và thực hiện các công việc tiếp tế hậu cần. Thứ trưởng ngoại giao Alexander Gusko ngày 20 tháng 9 đã cảnh báo rằng liên minh phương Tây đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Moscow. Nhà ngoại giao này nói, những cuộc tập trận khiêu khích này rõ ràng là mang tính hung hăng. Ông lập luận rằng các cuộc diễn tập theo kế hoạch là một nỗ lực nhằm gây áp lực quân sự chính trị. Ông Gusko nói kịch bản của cuộc tập trận đã được xây dựng theo cách khiến không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga. Đây là một bước đi có chủ ý khác nhằm gây bất ổn cho tình hình ở phía Bắc châu Âu. Ông khẳng định Moscow sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh biên giới của mình. Tuần trước, Đô đốc Joe Paul, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết, rằng cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 40.000 binh sĩ sẽ được tổ chức tại Đức, Ba Lan và các nước vùng Baltic. Bauer nói với các phóng viên ở Oslo, Na Uy rằng một kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới đang đến với chúng ta. Theo Financial Times, cuộc tập trận xoay quanh cuộc chiến chống lại đối phương hư cấu được mô phỏng theo liên minh do Nga dẫn đầu, có tên là Okasut. FT đưa tin lần đầu tiên, cuộc tập trận sẽ sử dụng vị trí địa lý trong thế giới thực địa để tạo ra các kịch bản thực tế hơn cho quân đội. Tướng Eric Kristofferson, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cho biết một trong những nội dung của Stifas Defender là cuộc tập trận mang tên phản ứng Bắc Âu lớn nhất từng được các nước Bắc Âu tổ chức. NATO đã tăng quy mô và phạm vi các cuộc tập trận kể từ năm 2014 sau khi Krum bỏ phiếu rời Ukraine và sát nhập Nga sau cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn ở Kiev năm đó. Moscow coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa và coi sự hợp tác của khối này với Kiev là một trong những lý do dẫn đến hoạt động quân sự của họ ở Ukraine, được triển khai vào tháng 2 2022. Các quan chức Nga còn cảnh báo thêm rằng việc chuyển giao vũ khí hàng nặng cho Ukraine đang khiến các thành viên NATO trên thực tế trở thành các bên tham gia vào cuộc xung đột. Trong khoảng thời gian vừa qua, các đảo nhỏ tại khu vực sông Dnipro tại Khe Sơn liên tục trở thành mục tiêu công kích của cả Nga và Ukraine. Trong một tuyên bố ngày 19 tháng 9, Bộ Quốc phòng Anh đã có những lý giải về tình hình trên. Phía Anh cho rằng cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine và Nga vào các hòn đảo nhỏ trên sông Dnipro trong thời gian gần đây được xem là một biện pháp để đánh lạc hướng khỏi cuộc chiến khốc liệt trên đất liền. Bộ Quốc phòng Anh nhận định giao tranh ác liệt đã tiếp tục diễn ra vào tháng 9 xung quanh các hòn đảo tại hạ lưu sông Dnipro thuộc vùng Sơn nơi được xem là tiền tuyến của cuộc chiến. Theo thông tin tình báo của Anh, Nga và Ukraine không điều quá đông lực lượng tham gia vào các cuộc tấn công trên sông nếu so với các mặt trận khác, nhưng cả hai bên đều coi khu vực này có tầm quan trọng chiến lược. Phía Anh cũng cho rằng, bằng cách tấn công liên tục vào khu vực này, cả Nga và Ukraine đều kỳ vọng đối phương sẽ rút bớt lực lượng trên mặt trận Dnipro và Donetsk xuống Khê Sơn để đối phó, trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra khốc liệt tại các khu vực nêu trên. Theo tình báo Anh, các cuộc tấn công của Nga xung quanh các hòn đảo nhỏ có thể đã được tiếp thêm sinh lực kể từ khi được quân đoàn 40 của Nga đảm nhận khu vực này. Từ tháng 6, Ukraine đã mở cuộc phản công tại nhiều khu vực trên tiền tuyến để giành lại lãnh thổ từ Nga, nhưng tiến độ tương đối chậm chạp không như kỳ vọng ban đầu. Trong thời gian qua, cả Nga và Ukraine đều thực hiện các nỗ lực nhằm khiến đối phương phải kéo căng lực lượng trên khu vực tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km. Trong một cuộc chiến tiêu hao, việc làm sụt giảm dần dần nguồn lực của phía còn lại sẽ giúp một đội quân có ưu thế hơn trên chiến tuyến. Ukraine cũng chịu áp lực phải chứng minh cho các đối tác phương Tây rằng họ có khả năng giành lại lãnh thổ từ Nga để đảm bảo duy trì nguồn viện trợ quân sự quan trọng. Mặc dù đã chuẩn bị một kế hoạch cẩn thận trong nhiều tháng trước khi phát động phản công quy mô lớn vào tháng 6 năm 2023, quân đội Ukraine vẫn không đạt nhiều chiến tích đáng kể do phía Nga đã chuẩn bị sẵn sàng. So với các cuộc phản công trong năm 2022, cuộc đối đầu lần này giữa Ukraine và quân đội Nga có một sự khác biệt đáng chú ý. Moscow đã chuẩn bị sẵn sàng. Vào tháng 2 năm ngoái, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, quân đội Nga đã vạch ra kế hoạch chiến lược và khả thi để chống lại các động thái tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, cuộc phản công bất ngờ của Ukraine cũng đã khiến Nga phải rút lui khỏi một số khu vực. Đến tháng 11 năm 2022, Nga đã thiết lập một tuyến phòng thủ trải dài qua miền Nam và miền Đông Ukraine, trong đó bao gồm các lớp chiến hào, dây thép gai, gờ đất, răng rồng và các chướng ngại vật hình kim tự tháp cắt cụt. Theo thông tin từ Tình báo Anh, tổng diện tích các bãi mìn chống quân và chống tăng của Nga gần bằng diện tích của toàn bộ bang florida ở mỹ trong một bài phân tích trên tờ national interest giới phân tích quân sự đã phải xem xét lại toàn bộ chương trình nghị sự chiến lược mà nga đang thực hiện đó là việc đầu tư đáng kể nguồn lực vào một trong những hệ thống công sự phòng thủ rộng lớn nhất trên thế giới hệ thống phòng thủ này giống như các tuyến phòng thủ khác có mục tiêu đơn giản là ngăn chặn sự tiến bộ của ukraine và bảo đảm nga duy trì kiểm soát các khu vực đang nắm giữ tuy nhiên quan sát quy mô khổng lồ của các công sự và chiến sự kéo dài trên tiền tuyến gần 1.000 km, dường như việc duy trì kiểm soát trên tất cả các vùng đất bị chiếm có thể đối diện với thách thức rất lớn đối với Nga. Vì lý do này, Moscow có thể áp dụng chiến lược phòng thủ để cung cấp cho quân đội thời gian và không gian để tập trung vào các mục tiêu chiến lược quan trọng hơn trong tương lai. Khi Ukraine tiến hành cuộc phản công trên nhiều mặt trận ở phía Nam và phía Đông, khi này, ưu tiên hàng đầu của Nga là bảo vệ các vị trí chiến lược tại tỉnh Yaporizhia để cung cấp hỗ trợ đạn dược và quân tiếp viện cho mặt trận Kherson, Krum. Moscow phải dựa vào các chuyến tàu, máy bay vận tải hoặc đoàn xe qua cầu cớt. Tuy nhiên, tất cả các phương tiện này đều dễ bị tấn công bằng hỏa lực từ phía đối phương. Vào tháng 4 năm 2022, Ukraine đã thể hiện khả năng tấn công chống lại hạm đội biển đen của Nga bằng việc triển khai tên lửa hành trình chống hạm R360 Neptune cận âm khiến tàu chiến Moskva của Hải quân Nga phải nằm xuống đáy biển. Với tầm hoạt động của tên lửa Neptune lên đến gần 274 km và việc triển khai máy bay không người lái UAV tấn công cầu cất, một tuyến giao thông huyết mạch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga không còn đường bộ trực tiếp an toàn nào giữa Donetsk và Crimea. Vì vậy, việc cung cấp lương thực và quân đội cho các lực lượng ở khu vực Kherson, Crimea sẽ gặp nhiều khó khăn. Một mục tiêu khác của lực lượng phòng thủ Nga có thể là ngăn chặn quân đội Ukraine vượt qua sông Dnipro, đặc biệt là ở vùng đồng bằng hẹp, nơi mà sông này chảy vào biển đen. Sông Dnipro, với dòng chảy và độ sâu hiếm có, có thể đóng vai trò như một vật cản tự nhiên, mang lại lợi thế cho quân đội Nga trong chiến dịch phòng thủ. Giữ vững rào cản tự nhiên này là vô cùng quan trọng. Nếu quân đội Ukraine vượt qua sông và tiến vào Sơn họ sẽ thu hẹp vùng đệm giữa Crimea và Ukraine, làm tăng nguy cơ bán đảo Crimea bị tấn công từ phía bộ hoặc bằng pháo. Với sự gia tăng của lực lượng Ukraine ở bờ phía nam sông Dnipro gần đây, tầm quan trọng chiến lược của khu vực này đã được đẩy lên rất cao. Vì vậy, bất kỳ tiến triển nào theo hướng này có thể giúp Ukraine có lợi thế chiến thuật trong việc xây dựng một mặt trận ổn định dọc theo bờ nam sông Dnipro. Vậy nên, mục tiêu chiến lược đặc biệt quan trọng của quân đội Nga hiện tại đó là giành lại hoặc ít nhất là giảm bớt kiểm soát của Ukraine trên vùng đất này. Mục tiêu hàng đầu của Nga là giữ vững một lá chắn giữa các lãnh thổ mà họ đã mở rộng đến Donetsk và Lugang, những nơi Moscow đã chính thức sáp nhập vào năm 2022. Đảm bảo sự kiểm soát đối với những vùng này đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với Moscow cả về mặt quân sự và chính trị. Sự mất mát các lãnh thổ đã được thu thập thông qua chiến thuật Vùng Xám vào năm 2014 sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho tinh thần của người dân và binh sĩ Nga. Để đạt được điều này, Nga cần bảo vệ các thành phố được xem là cửa ngõ quan trọng đến Donetsk và Lugansk, ví dụ như Pitski và Bakhmut. Trên thực tế, các chỉ huy cao cấp của Nga đều thấu hiểu tầm quan trọng của việc duy trì mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các tuyến phòng thủ, dù phía Nga có những ưu tiên cụ thể trong việc tự vệ trước cuộc phản công từ Ukraine. Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Có thể Moscow cho rằng nếu họ không thể duy trì vững chắc các khu vực chiến lược này, thì một đòn phản công đột ngột từ phía Kiev có thể dẫn đến thất bại nặng nề cho phía Nga như đã diễn ra ở phía Bắc Ukraine vào mùa thu năm 2022. Nhà phân tích Akman Mamoudian đã lưu ý rằng ngoài các kết quả quân sự trực tiếp nga còn có mục tiêu ẩn sau kéo dài thời gian những thông tin đều cho thấy nga đang cố gắng hạn chế quân đội ukraine để giúp ngành công nghiệp quốc phòng có đủ thời gian để phục hồi và tăng cường khả năng tấn công sau khi chúng đã suy giảm đáng kể do quyết định sai lầm ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột nga đã từng sử dụng chiến thuật thiết lập các vòng phòng thủ để vượt qua nhiều đối thủ lớn trong nhiều sự kiện lịch sử Chiến thuật này đòi hỏi phải tiêu hao tài nguyên vũ khí và quân lực, cho phép Nga có cơ hội tái tổng hợp và tăng cường sức mạnh. Chiến lược này đã chứng tỏ hiệu quả trong những cuộc đối đầu như Đại chiến phương Bắc 1700 đến 1721. Trong mọi tình huống, các hoạt động phòng thủ của Nga đã giúp quá trình chuyển đổi tư thế phòng thủ sang thế tấn công một cách xuân sẻ. Các nhà quan sát quân sự cho biết, việc Moscow theo đuổi mục tiêu làm suy yếu khả năng quân sự của đối phương là hoàn toàn hợp lý ngoài ra ngăn chặn một cuộc phản công quy mô từ kiev có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nhân dân ukraine điều này cũng có thể có tác động tương tự đối với sự ủng hộ của phương tây đối với kiev nếu ukraine không thể tiến xa trong cuộc phản công sự ủng hộ cho việc cung cấp quân đội có thể dần sẽ giảm và các nhà lãnh đạo có thể bắt đầu cắt giảm hỗ trợ đạn và vũ khí cho nước này từ đàm phán đang trở nên quen thuộc trước truyền thông khi được hỏi về vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Dù thế nào thì cho đến nay, cả hai quốc gia này vẫn chưa thể tìm ra một quan điểm chung để đạt được kết quả như mong đợi. Vào ngày 20 tháng 9, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục đưa ra câu trả lời và làm rõ lập trường của Nga rằng Nga chưa bao giờ từ chối ý tưởng về các cuộc đàm phán như vậy, nhưng hiện tại không có điều kiện tiên quyết nào để nối lại đàm phán. Ông Peskov cũng chỉ ra rằng, đó là lý do Nga tiếp tục đạt được các mục tiêu của mình bằng cách sử dụng các biện pháp sẵn có, cụ thể là chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra khi họ đạt được mục tiêu đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ. Ông Zelensky đã ký ban hành luật cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kiev khẳng định chỉ có công thức hòa bình 10 điểm do ông Zelensky đề xuất là giải pháp công bằng duy nhất để kết thúc xung đột hiện tại. Theo công thức này, Ukraine đề nghị Nga rút quân, bồi thường thiệt hại và đối mặt với tòa án quốc tế. Thế nhưng, phía giới chức Nga lại cho rằng các yêu cầu của Kiev không thực tế. Moscow cho biết Kiev cần thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ, bao gồm việc Crimea và bốn tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia đã sát nhập vào Nga. Điện Kremlin tuần trước tuyên bố rằng cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina chỉ có thể tiếp tục khi Kyiv thay đổi lập trường và tạo điều kiện cần thiết cho cuộc đàm phán. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, trong bất cứ trường hợp nào, chính quyền Kyiv sẽ phải bắt đầu cuộc đối thoại bằng việc thừa nhận thực tế đã hình thành kể từ khi Kyiv từ chối giải quyết các vấn đề thông qua biện pháp hòa bình. Ông Peskov cho rằng cuộc đàm phán có thể và sẽ diễn ra nếu Nga thấy có khả năng đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp phi quân sự. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, hiện tại Moscow chưa thấy điều đó. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã tuyên bố rằng Moscow lên án việc cung cấp hàng chục nghìn quả đạn pháo cho Ukraine từ phía Anh và cho rằng điều này sẽ không thay đổi tình hình tại các chiến trường trong cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Ông Grusko cũng cho rằng đây là một động thái khiêu khích và nguy hiểm của London và minh chứng cho đường lối kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Grusko cho biết thêm, đó là bằng chứng nữa cho thấy phương Tây coi Ukraine là mắt xích có thể sử dụng được trong cuộc chiến phối hợp chống lại Nga. Cuộc chiến này bao trùm mọi lĩnh vực từ tài chính, kinh tế, tư tưởng và thậm chí cả tư pháp và theo đuổi mục tiêu nhằm gây ra thất bại chiến lược cho Nga cũng trong cuộc phát biểu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc ngoại trưởng nga sergei lavrov một lần nữa khẳng định nga không từ bỏ đàm phán với ukraine ông nói nói về các cuộc đàm phán ngay cả bây giờ chúng tôi vẫn không từ bỏ tổng thống putin đã nói về điều này nhiều lần gần đây cũng vậy ngoại trưởng sergei lavrov cũng lên án việc mỹ và các đồng minh đã công khai can thiệp vào các vấn đề của ukraine và gây ra cuộc khủng hoảng ở quốc gia này theo ông lavrov việc thiếu lập luận đã khiến các nước phương tây tránh cuộc đối thoại thực chất về nguyên nhân xung đột ở Ukraine. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc vừa nghị trước đó, ông Sergei Lavrov đã bày tỏ quan điểm rằng sự tham gia của Moscow là cần thiết trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Ông nêu rõ việc các bên đã tham gia vào cuộc thảo luận và nhấn mạnh rằng cần tính đến lợi ích của Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng, nếu không mọi thứ sẽ là vô ích. Trong các vùng nông thôn của Đức, các công ty vừa và nhỏ đang đối diện với thách thức lớn là tình trạng thiếu lao động gia tăng, khiến họ phải nỗ lực tìm cách thu hút nguồn lao động từ nước ngoài. Khi du khách ngắm nhìn khung cảnh từ tàn tích của lâu đài Rosenstein, nằm trên một tảng đá lớn ở phía trên thị trấn Hobeck ở bang Baden-Württemberg, tây nam nước Đức, họ sẽ khó có thể ngờ rằng khu vực trước mắt mình là một trung tâm kỹ thuật và công nghiệp. Cảnh quan xung quanh được chiếm ưu thế bởi cánh đồng và rừng với một số thị trấn nhỏ nằm rải rác nhưng xe giữa đó có những nhà xưởng của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của thị trấn này. Tuy nhiên, anh Kunjan Patel, một kỹ sư 30 tuổi đến từ Ấn Độ, cho biết anh cảm thấy nơi hấp dẫn nhất ở bang Baden-Württemberg, chính là Ostguttenberg, một khu vực nằm cách thủ phủ công nghiệp Stuttgart, một giờ lái xe về phía đông. Anh Kunjan Patel nói, đây là một khu vực tuyệt vời dành cho các kỹ sư. Ở đây có rất nhiều công ty thú vị và mỗi công ty đều có phong cách riêng một khu vực rộng hơn gấp đôi Berlin hiện đang có khoảng 450.000 người cư trú. Khu vực này tự hào với sự thịnh vượng của nhiều doanh nghiệp với hơn 300 công ty sản xuất công cụ, máy móc và cơ khí kỹ thuật cao. Mặc dù hành chính vẫn là nông thôn, thế nhưng Augstenberg đóng vai trò quan trọng trong kinh tế và công nghiệp Đức. Thống kê của chính phủ Đức cho biết rằng nông thôn chiếm khoảng một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước, đạt khoảng 3,9 nghìn tỷ euro. 4,1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Dân số ở các vùng quê ngày càng gia đi nhanh hơn so với thành thị, khiến cho nhu cầu tuyển dụng lao động ở nông thôn không chỉ từ thành phố mà còn từ nước ngoài. Mặc dù có sự xu hướng người Đức từ thành phố trở lại nông thôn gần đây, nhu cầu lao động của các nhà máy ở ngoại ô vẫn lớn hơn nguồn cung. Trong bối cảnh này, các trường đại học địa phương đóng vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Đức. Kunjam Patel, một kỹ sư đến từ Ấn Độ, làm việc tại Richter, một công ty sản xuất hệ thống chiếu sáng cao cấp tại Helbeck, một thị trấn có 10.000 dân. Công ty này hiện có 110 nhân viên từ 34 quốc gia khác nhau. Patel gia nhập Richter vào năm 2019 sau khi tham quan công ty của một nhóm sinh viên quốc tế tại Đại học Allen gần đó, nơi anh học bằng thạc sĩ. Theo Marcus Schmidt, một nhà tư vấn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Ongutenberg, thuyết phục sinh viên quốc tế ở lại sau khi tốt nghiệp là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng cường nguồn lao động cho các nhà máy ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, ở các công ty vừa và nhỏ ở Akutemburg đang phải đối mặt với khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của ứng viên tiềm năng từ nước ngoài. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho họ khi so sánh với các tập đoàn toàn cầu có trụ sở tại khu vực, khi những công ty lớn hay tập đoàn toàn cầu hoàn toàn có khả năng chi trả cho các chiến dịch tuyển dụng và thuê đơn vị săn đầu người chất lượng. Do đó, các công ty nhỏ cần phát triển cách tiếp cận sáng tạo để thu hút nguồn lao động quốc tế chủ sở hữu của công ty chiếu sáng Richter, Vern Richter phải tìm cách riêng để xây dựng và duy trì lực lượng lao động đa dạng trong công ty của mình. Bởi công ty của ông có ít nguồn lực hơn nhiều so với các tập đoàn đa cô xà. Đôi khi, ông thậm chí phải tiếp đón nhân viên mới tại điền trang của gia đình mình. Ông nói, phương pháp tuyển dụng của Richter là không bao giờ loại trừ bất cứ điều gì. Điều này bao gồm việc khả năng nói tiếng Đức không phải là tiêu chí quyết định, vì ngôn ngữ làm việc chính thức tại Richter là tiếng Anh. Đây cũng là lý do anh Kunjan Patel cảm thấy hài lòng với văn hóa doanh nghiệp của Richter và cả việc được học tiếng Đức miễn phí tại công ty. Thị trưởng Holbeck, Joe chung muốn đảm bảo rằng những người nhập cư cảm thấy được đón tiếp một cách nồng nhiệt nhất có thể. Ông nói, nếu tôi không cảm thấy khác biệt khi ai đó nói chuyện với mình, tôi cảm thấy như đang ở nhà. Ông cũng chia sẻ rằng, ông có thể hiểu điều đó từ trải nghiệm của bản thân sau khi chuyển từ quê hương Cameroon đến Đức khi còn là sinh viên. Alema Dung cho biết... Cuộc sống có nhiều liên kết cộng đồng ở những vùng nông thôn có thể giúp thúc đẩy sự chấp nhận đối với người nhập cư bởi nó tạo cơ hội cho họ hòa nhập cùng với người dân địa phương. Ông khẳng định rằng trong vấn đề này, khu vực nông thôn có ưu thế hơn so với các thành phố. Với người đến từ châu Á như Kunjan Patel, điều này có ý nghĩa quan trọng. Anh cho biết, anh hài lòng với lối sống mà Oakwood Chambers mang lại. Anh chia sẻ, đời sống xã hội ở đây rất tốt và có nhiều sự kiện để hòa nhập cả trong và ngoài công việc. Patel cũng yêu thích việc đi bộ đường dài trên áp, một cao nguyên miền núi trong vùng. Bởi như chủ tịch công ty Richter đã nói, việc thu hút người lao động đến Ostchamburg, cuối cùng là về việc ai sẽ thực sự hài lòng ở đây. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng nông thôn như Richter đang cống hiến phần của họ trong việc giải quyết tình trạng khan hiếm lao động, một vấn đề được báo DWK gọi là quả bom hẹn giờ đối với nền kinh tế Đức. Một lâu sau, các công ty Đức đã cảnh báo về tình trạng thiếu lao động lành nghề tại trung tâm nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Dù vấn đề này đã lâu, nhưng gần đây nó trở nên càng căng thẳng hơn. Các công ty ở nhiều ngành tại Đức báo cáo rằng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động cần thiết và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Andre Ray, đại diện của Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức, VDA, nói với DVK rằng thiếu công nhân lành nghề là một trong những thách thức chính đối với các công ty trong ngành công nghiệp ô tô Đức. Một cuộc khảo sát gần đây với các nhà cung cấp đã chỉ ra rằng hơn 3 phần tư các công ty đang mắc kẹt trong tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Tình hình tương tự cũng áp dụng cho ngành cơ khí của Đức, một trong những động lực quan trọng của thị trường xuất khẩu khổng lồ của đất nước. Nhà phân tích của VDMA, Thilo Bradman, cho biết tình hình ngày càng tồi tệ hơn từ năm 2021 và đã có hơn 70% công ty trong ngành này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng. Với tình hình này, chính phủ Đức đã xem xét nhập cư là một phần giải pháp. Vào tháng 6, nước này đã thông qua luật cải cách nhập cư quy mô lớn với các tiêu chí dễ dàng hơn cho việc cấp thị thực làm việc tại đức cũng như mở rộng việc công nhận bằng cấp từ nước ngoài luật này được hy vọng sẽ làm cho đức trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với lao động nước ngoài nhờ sự hỗ trợ từ mô hình ở tầm vĩ mô này các doanh nghiệp đức đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng nông thôn đã có cơ hội tốt hơn để tuyển dụng lao động và giải quyết bài toán nhân sự đầy thách thức trong những năm gần đây